Hãy nhấn nút thích video, nhấn đăng ký kênh và bình luận ở video này để bình luận của các bạn sẽ xuất hiện ở video sau nhé. Các bạn nghĩ hôm nay tôi lại là GNDTT á? Không, các bạn nhầm. Hôm nay tôi sẽ là một con cá biển. Hiện tại thì tôi đang là con cá gì tôi cũng chưa biết, nhìn lạ quá. Nhưng mà chúng ta là một con cá có thể tiến hóa được anh em ạ. Tức là sao? Anh em hãy để ý số vàng ở góc bên phải màn hình kia. Số vàng ấy càng nhiều thì tôi càng có thể tiến hóa thành những cái loại cá khác nhau. Đương nhiên rồi, loại cá cần càng nhiều vàng để tiến hóa thì nó càng mạnh hơn. Hiện tại tôi chỉ là một cái loài cá yếu ớt như thế này thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nhất định sẽ trở thành vị vua của biển cả. Tôi sẽ trở thành loài cá mạnh nhất sống tại cái vùng biển này. Một cuộc sinh tồn ở dưới biển không bao giờ là dễ dàng cả. Và các bạn hãy cùng bước chân với tôi vào cái thế giới của các loài cá này nào. Nào các anh em, bơi lội thôi. Đấy, vào vai một cái con cá nhỏ bé như thế này hèn lắm các bạn. Nãy giờ tôi có ăn được cái gì ghê gớm đâu, toàn ăn tôm ăn cua. Hay chúng ta cứ đi men men dưới đáy đại dương xem có con tôm nhỏ nhỏ nào thì lùa vào mồm thôi. Lúc sinh ra thì tôi có hai người anh em nữa bơi bên cạnh cơ, nhưng mà bơi được khoảng 5 hay là 10 phút gì đấy thì hai người anh em đấy bị một con cá màu đen nó lùa vào mồm rồi. Cho nên là bây giờ tôi phải sinh tồn một mình, nó lẻ loi như thế này đây. Các bạn cũng biết rồi đấy, trong một cái không gian như thế này thì đi một mình là việc rất nguy hiểm. Các bạn thường nghe thấy những cái dùng từ như là đàn cá mập hoặc là đàn cá kiếm đấy, nhưng mà tôi cứ bơi một mình thôi. Thử bơi sâu hơn cả cái khu vực nhìn tăm tối này xem nào. Tôi mới phát hiện ra ở đây có mấy cái thằng cá hề các bạn ạ. Tôi nghĩ là con cá này nó yếu thôi. Tôi đã từng xem mấy bộ phim về cá hề rồi, yếu ớt lắm. Chắc là chúng ta có thể sẩu được con cá hề đấy. Hình như có mấy cái con cá mập hơi nhỏ ở phía xa xa đúng không? Ủa thì đúng rồi, tôi chuồn cá chuồn đã. Ủa anh em ơi, tôi phát hiện ra một cái khu này nhá, có cái giọng san hô nó bao bọc vào anh em như thế này này. Đấy, tạo thành một cái lớp lá chắn bảo vệ anh em thấy không? Tôi sẽ chọn nơi này làm nhà anh em ạ, tại vì quá an toàn. Như này cá mập không thể bơi qua được anh em thấy không? Sáng tạo. Những người thông minh là nó ăn nhau ở cái đoạn như thế này này. Tôi là con cá thôi nhưng mà cái IQ của tôi nó cao lắm đó. Nó không cao lắm thôi. Ở ngay phía bên phải này có cả một cái đường đi to tổ bố ấy, anh em. Bỏ bỏ thôi anh em ơi, không chọn nơi này làm nhà được rồi. Đi hút bao nhiêu tôm tép mới được có một vàng anh em ạ. Cứ cái đà này thì một là chúng ta sẽ phải ăn được một cái con gì đó khác biệt. Hai là nếu mà muốn ăn tôm tép tiếp thì chúng ta sẽ phải ăn thật nhiều tôm tép cơ. Phải tìm ra được một cái nguồn tôm tép ở đâu mà nó nhiều nhiều một chút anh em ạ. Chứ không cứ thi thoảng gặp một con này, thi thoảng lại ăn được một con này, đến bao giờ anh em mình mới có thể tiến hóa được, đúng không? Này các bạn nhìn đi, mãi mới được một vàng kìa. Mà những con cá mạnh nó toàn là 10 vàng hay 20 vàng thôi anh em ạ. Để áp dụng kiến thức vật lý xem nào. Mẹ tôi đã từng dạy là những cái loại tôm tép nhỏ như này nó sẽ thường xuất hiện ở phía trên mặt nước anh em. Cho nên là chúng ta thử bơi lên trên đi xem sao. Bơi lên trên đi. Không phải là cứ ở dưới đáy biển này là chúng ta sẽ có nhiều thức ăn đâu. Đôi khi chúng ta phải vận dụng kiến thức thực tế một chút anh em ạ. Bơi lên trên nhá. Đó anh em thấy không? Ở phía bên này là nó có những cái viên đá này, tảo rêu các thứ là mọc trên đấy rất là nhiều. Tôm cua là tôi bắt đầu thấy xuất hiện nhiều hơn rồi này. À tôm thôi, không chưa thấy con cua nào hết. Tôm thôi thì còn được, tôm nhỏ nhỏ thôi. Chứ bây giờ mà tôi ăn con cua thì nó kẹp cho tôi sưng bố mồm. Ủa, đấy thấy chưa? Kiến thức là thế, sức mạnh của kiến thức đấy. Chăm đọc sách vào. Các bạn nhìn đi, ở cái khu vực này gần bờ này, lại trên gần mặt nước nhá. Ui, các loại tôm nhỏ nhiều lắm anh em. Từ nãy giờ tôi cứ lùa vào mồm liên tục thôi. 3 vàng rồi, tăng loáng một cái từ 1 vàng lên 3 vàng, lại chuẩn bị 4 vàng rồi này. Nhanh quá anh em. Đúng là có đọc thì sách vẫn hơn anh em ạ. Mà vùng này nó cũng yên bình luôn anh em hiểu không? Không ở dưới đáy biển nên là đỡ nguy hiểm. Cứ những cái chiến lợi phẩm mà quá khắc nghiệt. Cái thế giới đại dương này không có tình thương các bạn ạ. Không một loài cá nào yêu thương tôi. Gì đây? Chào hai anh cá nhìn trông dài dài nhá. Không biết tên hai anh là gì mà lại... Ok. Đói lắm rồi, từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ vào mồm. Xem. À, này làm luôn món cua bể các bạn ơi. Làm con cua biển là tuyệt vời rồi. Chiến đấu đây. Nào sổ nó anh em ơi. Ui dồi. Ok, thả ra nào. Nào anh cua ơi, thả ra đi, không đùa đâu anh. Đùa vui thôi mà, đã vui thôi. Hồi đờ luôn rồi các bạn ơi, không cử động được rồi. À từ đây rồi, chuồn các bạn, chuồn luôn. Thằng cua biển hung dữ quá, đôi càng hơi khỏe. 5 vàng rồi các bạn ạ, thế cố lên được 10 vàng thì xem mua được con cá gì. Chúng ta phải tiến hóa thôi anh em ạ. Ui dồi ôi, cái gì đấy? Cá mập lại đuổi các bạn ạ, còn đuổi không? Vẫn còn đuổi luôn, cá mập cái đường đuổi dài lắm anh em ơi. Chắc là phải chui vào cái phiến đá này đấy. Lách vào cái khe này nhỏ nhỏ, nó không đuổi được chúng ta các bạn hiểu không? Tư duy lên. Lách nhẹ vào. Ở kìa. Trần đời này lần đầu tiên tôi gặp một con cá mập biết co giãn các bạn ạ. Cái phiến đá bé tí mà lách vào được. Lạ quá thôi. Đây rồi anh em ơi.
tiến hóa thành một sinh vật mới rồi. Nhìn ghê gớm hơn rồi đấy. Chiến luôn con tôm hùm mày nào. Đấy, tôi biết bây giờ sức mạnh tôi là hoàn toàn thể gặt mấy con này rồi. Nó kẹp tôi anh em ạ. Tôi không sao nhé, tôi không đau. Đấy, không ổn rồi nhá, cảm thấy không ổn rồi này. Mày. Ui trời ơi. Mày quá anh em ơi. Vẫn gọi đây là chiến thắng đầu tiên của tôi, thắng một con tôm hùm anh em ạ. Suýt thì bỏ mạng. Ui, chứng tỏ là con cá này vẫn yếu anh em, chưa mạnh. Vừa ra khỏi hang phát gặp lại ngay mấy thằng cá hề. Bây giờ thì bọn cá hề này là miếng mồi béo bở của tôi rồi, còn cái gì nữa. Này, cá hề này. Đấy, các bạn lại chuẩn bị có thêm tập đi tìm Nemo tiếp. Ui, chỗ này không liệt quá anh em. Chỗ này các loài cá gặm nhau như điên anh em ạ. Như trốn không người. Hiện tại thì miếng mồi béo bở của tôi vẫn là mấy con cá hề như này thôi. Sắp tới nếu mà có một cái miếng mồi nào nó ngon hơn thì chúng ta sẽ có cơ hội để tiến hóa tới cái loài mạnh hơn nữa. Không phải là tôi nhìn nhầm, đây là miếng thịt phải không? Miếng thịt khổng lồ anh em ạ. Chắc đây là một cái con gì vừa chết ở đây rồi. Ông trời tạo điều kiện cho tôi rồi chứ còn gì nữa. Ăn ngay miếng này thôi các bạn ạ, lên cấp 4. Tôi đang ngày càng to béo ra đấy, mọi người thấy không? Bây giờ mỗi cái cú cắn của tôi, lực cắn bây giờ là rất là mạnh rồi. Bây giờ bọn cá hề tôi ăn không đủ no nữa. Chắc là phải đi tìm thêm một cái con cá nào khác biệt thôi. Ồ, cái thằng này tranh cá hề của tao ạ. Ây à, nó cắn tôi đau quá. Tôi không thể bỏ qua nó dễ dàng được. Tranh cá hề của tao. Láo này. Tao đã từng sợ mày, mày nghĩ bây giờ tao còn sợ á? Láo này. Láo với tôi. Chết ngay, bây giờ nó vẫn nghĩ tôi là cái con cá yếu ớt ngày xưa nữa chứ. Thời buổi thay đổi rồi. Cá lớn nuốt cá bé thôi. Tôi đủ sức để đi gặm với con cá dài dài này rồi. Tôi vừa nhận ra điều đấy xong, tôi tiếp tục chiến đấu với một con nữa, anh em thấy chưa? Ăn thịt bọn cá dài dài này lên cấp nhanh lắm. Thế rồi, tôi đã nhận ra tôi có thể tiến hóa mạnh rồi. Sức mạnh con cá này là không tưởng anh em ạ. Ban đầu tôi nghĩ nó nhỏ nhỏ này, tôi tưởng nó yếu ớt. Nhưng hóa ra nó là một loài cá ăn thịt khủng khiếp. Chúng ta có gì ở đây nào? À, anh bạn cua biển. Đi đâu đây? Mẹ, lại kẹp vào mồm tao là sao? Kẹp bỏ ra nào? Nó dám tỉ thí với tôi. Đi ngay. Anh bạn cua biển với tôi này. Kẹp được một lúc thôi các bạn ơi. Ra gió tí thôi chứ thật ra yếu hơn tôi. Thằng này có gì nào? À, mấy con cá dài dài. Ôi nhưng mà thôi, nó đi theo đàn các bạn ạ, bỏ qua đi. 1-1 thì được chứ 2-1 không chột cũng khỏe đấy. Bắt gặp bọn cá gì thì không biết là cá gì luôn. Cá này nhìn hình như là bọn cá mà hay được bắt để làm cá cảnh ở trong bể này. Sầu cá đàn vậy anh em ạ, tại cá này hiền lắm. Tôi máu chiến cực kỳ các bạn ạ. Tôi ăn hết từ con cá này đến con cá nọ. Chúng ta có con cá gì ở đây đây? Cá nóc à? Cá nóc là một cái loài mà khi cắn vào nó sẽ phồng to lên nhá. Có những như một quả bóng gai. Chơi luôn. Chấp nhận luôn. Láo này, láo. Xung quanh nó là gai anh em ạ. Cắn vào hơi đau mồm. Vẫn được nhá. Cá nóc của tao này. Này thì cá nóc. Ui, lượng thịt của nó kìa. Đây là một loài cá lớn anh em ạ. Miếng mồi béo bở rồi, mạnh lớn rồi. Chúng ta bây giờ đã rất là to rồi. Tôi nghĩ là mình sẽ ăn thêm khoảng vài chục vàng nữa. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hóa lên một loài cá mạnh mẽ hơn rất nhiều anh em nhá. Ở đây có xác của một con cá ngừ này. Thịt còn tươi mới lắm cho nên là chúng ta ăn được ngay thôi. Đây rồi, 100 vàng. 100 vàng rồi. Tôi xem chúng ta có thể tiến hóa được thành con cá gì nào. Chúng ta có rất nhiều những cái loại cá ở đây để có thể lựa chọn. Nhưng mà tuy nhiên tất cả những cái con cá là con mực miết gì này đều chỉ là khoảng mấy vàng thôi, rất là rẻ. Chúng ta có một con cá mập ở đây nhưng mà cá mập nhỏ, tầm 30 vàng. Đây là cá mập đầu búa này, 60 vàng này. Cá mập hổ là chúng ta sẽ là 70 vàng. Và một loại cá mập gì nữa bị khóa anh em ạ. Thế chúng ta dùng tạm con cá mập hổ đi anh em nhá, 70 vàng. Như tôi nghiên cứu thì cái con cá mập bị khóa kia là con cá mập trắng anh em ạ. Và con cá mập đấy chỉ có thể mở khóa được khi mà chúng ta hạ gục một con cá mập trắng khác ở trên cái vùng biển này. Mà tôi đang là một con cá mập hổ rồi anh em ơi. Là một cái loài cá mập mạnh thuộc dạng nhất ở cái vùng biển này rồi. Vậy mà cá mập trắng vẫn mạnh hơn nữa thì không biết thế nào. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta đang là loài vật gần như là mạnh nhất rồi anh em nhá. Hoàn toàn thể đi sâu xé tất cả mọi con vật mà chúng ta có thể nhìn thấy. Tôi chưa được nhìn thấy con cá mập trắng bao giờ cho nên là tôi không biết nó như thế nào để mà đề phòng cả. Mà tôi thực sự muốn có một cuộc chiến với nó ngay bây giờ để tôi có thể mở khóa nó. Các bác thấy con cá mú này không? To đúng không? Bình thường con cá này làm sao mà tôi ăn được, nhưng mà bây giờ này, ui dồi ôi, hàm cá mập mà anh em, sợ không? Tôi sâu xé nó này, nó đơ đấy. Sau vài phát cắn là anh em nhìn này, nó có bơi được nữa đâu, nhìn người đơ ra rồi cả. Thế chúng ta chỉ việc cắn nhỏ xong là nuốt thôi. Trước mặt là một em cá heo anh em ạ, sổ nốt nhá. Cá heo sẽ là bạn của con người anh em ạ, nhưng mà không phải là bạn của một con cá mập. Vậy trên là xin phép anh em cho tôi sâu xé nó nhá. Ở đây là sinh tồn mà anh em, đường cùng thôi. Chúng ta sẽ cùng bơi sâu xuống đáy đại dương, một cái vùng nước nguy hiểm hơn xem sao. Ở dưới này là sẽ xuất hiện thêm một vài loài cá mập đầu búa. Ở trước mặt tôi là một con cá heo này.
và một con cá mập đầu búa luôn anh em nhá. Đây chính là một trận chiến giữa cá mập đầu búa và cá mập hổ. Như anh em cũng thấy thì kích thước của tôi, một con cá mập hổ to hơn con cá mập đầu búa rất là nhiều. Tôi cứ cắn như thế này thì cá mập đầu búa không có một cái cách nào để mà phản kháng lại cả. Ngọt ngay anh em ơi, ngọt ngào ngay. Làm thịt một con cá mập búa, uầy quá chất. Ở dưới này có một con tàu bị đắm này. Như tôi thấy ở đây là nước khá sâu, tôi không biết là con tàu này bị đắm từ bao giờ nữa, nhưng mà chìm xuống tận đây thì khó lên lắm anh em ạ. Tôi đang đi truy lùng con cá mập trắng anh em nhá, để có thể đạt được cái danh hiệu là King of the Sea, tức là vua của biển cả. Mà khi mà chúng ta hạ không được con cá mập trắng thì tôi mới có thể mở khóa được nó. Chỉ khi thành con cá mập trắng thì chúng ta mới trở thành loài mạnh nhất ở đây. Lại là một con cá mú này. Những loài cá mú đá này là rất to anh em. Ăn một con này về lý thuyết là đủ no cho cả ngày đấy. Tôi là một con cá mập trưởng thành đang ở độ tuổi lớn anh em hiểu không? Là cần ăn hơi nhiều. Các loài cá ở đây tôi chấp một mắt. Con cá heo này anh em này, bọn này bơi lội với tao này. Ui, cá mập trắng các bạn ơi. Cá mập trắng anh em ạ. Nó một cắn bắt tôi chết luôn anh em ơi. Sợ thế nhở? Không được rồi. Với cái đà này mà chúng ta lại thua nó quá là nhục nhã anh em. Tại vì khi mà tôi bị nó tấn công tôi mới chỉ cấp 2 thôi. Khi đó tôi còn là một con cá mập hổ yếu ớt. Bây giờ tôi sẽ đi ăn thật nhiều, ăn thật khỏe anh em ạ. Tôi sẽ lên cấp 10. Sau đấy tôi sẽ đi tìm nó tính sổ. Anh em cứ chờ tôi cấp 3 rồi. Tao sẽ khỏe lên. Tao nhất định sẽ không sợ con cá mập trắng ấy nữa. Chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi anh em ơi. Phải trở thành vua của biển khơi. Ui, con cá ngừ này anh em này. Làm một con cá ngừ đi. Ui, tốc độ cá ngừ nhanh nhỉ anh em nhỉ. Tôi không nghĩ là tốc độ cá ngừ lại nhanh như vậy. Ở phía dưới này có một con cá kiếm này anh em. Cá kiếm thì ông vua tốc độ rồi. Anh em thấy không, nhanh không? Ui rồi. Cơ thể nó rẽ nước nó đi kìa. Nhưng mà nó bơi vào đây là đường cùng rồi. Các bạn, các bạn nhìn cú cắn này của tôi này. Ui xôi, chất như nước cất. Và tôi đã ăn rất nhiều cá mập búa cũng như là rất nhiều cá heo các thứ rồi anh em nhá. Tôi đã khá to anh em thấy không? Hình dạng của tôi đã thay đổi rất là nhiều. Nhưng tôi vẫn hơi tự ti. Tôi chưa đủ dũng cảm để đối mặt với con cá mập trắng. Tôi thực sự nghĩ là mình cần lên cấp 10 anh em ạ. Tôi nghĩ là mình đủ khỏe rồi đấy. Bốn cấp 12 rồi đây. Cá mập trắng đâu? Xuất hiện đi. Tôi tìm mãi ở mấy cái khu biển này, nó không có là sao anh em? Bình thường nó hay bơi ở cái đoạn tối tối này mà. Chắc là bây giờ nó chuyển địa điểm rồi. Ô hay, nó ở đâu nhỉ anh em nhỉ? Chúng ta luôn phải đề phòng nhá. Vì mỗi cú cắn cá mập trắng là vô cùng nguy hiểm này. Các bạn nhìn kích thước của tôi con cá mập này này. Chênh lệch rõ rệt. Mà nó còn... Ôi, tôi gần chết luôn kìa. May quá tôi né được cá mập trắng đây rồi anh em ơi. Cá mập trắng nó cắn tôi gần chết anh em ạ. Láo này. Chúng ta đã hạ gục cá mập trắng rồi anh em ơi. Chúng ta hạ gục vua của biển cả rồi. Bây giờ chúng ta có thể tiến hóa thành nó này. Để tôi xem nào. Đấy, đúng rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Đã mở khóa được cá mập trắng rồi anh em nhá. Giá cá mập trắng là 200 vàng anh em ạ. Cá mập hổ chỉ 70 vàng thôi, gần gấp 3 lần anh em ơi. Bây giờ không một ai có thể là đối thủ của tôi nữa, không một ai cả. Anh em nhìn này, một cắn này, ui đi luôn. Cắn một phát, con cá mập kia đi luôn. Đúng một cắn thôi anh em ơi, mấy con cá này đúng một cắn thôi. Tôi là GNDTT và ngày hôm nay chúng ta đã chinh phục được mốc cá mập trắng. Gần như là mốc cuối cùng của biển cả rồi. Mà tôi biết là nó sẽ còn có những cái mốc sau. Chúng ta còn có thể tiến hóa thành được nhiều loài hơn nữa. Nhưng đấy là nếu tôi có một ngày quay trở lại cái biển cả này thì nhất định tôi sẽ chinh phục được những cái mốc đấy. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, tạm biệt tất cả mọi người. Chúng ta cùng đến với phần trả lời bình luận ở video trước nào. Bình luận của bạn Công Thành Nguyễn. Anh ơi, game GTA 5 có tải miễn phí không anh? Mà cách tải như thế nào anh em không biết cách tải? Game GTA 5 về lý thuyết nó không miễn phí. Nhưng mà cái đợt anh tải thì Epic Game lại cho miễn phí. Là những người chơi miễn phí sẽ phải nhận vào lúc đấy cơ. Còn bây giờ thì muốn chơi miễn phí thì em chỉ có chơi Clash thôi. Em thể lên mạng gõ hướng dẫn Clash game GTA 5 ra khá nhiều. Bình luận của Hiền Anh Nguyễn. Anh ơi làm gì để hết chán giờ? Em hãy bật nhạc của Sơn Tùng em nhá. Ngay lập tức bật nhạc của Sơn Tùng mỗi khi thức dậy. Hoặc là ví dụ trời mưa thì lập tức em ra em tắm mưa. Đấy là một trong cách để làm hết chán nhanh nhất. Bình luận của bạn tên hơi khó đọc một tí. Anh GNDTT làm về game Godzilla đi anh. Một ý tưởng tuyệt vời. Anh sẽ tìm xem có một cái tựa game nào về Godzilla hay không. Hơi khó nhở. Hơi khó để tìm được một tựa game như vậy. Mà để anh tìm thử xem sao. Bình luận của bạn Nguyễn Huận. Anh không làm game ma. Anh làm game ma là các bạn sẽ sợ. Hơn nữa là anh cũng sợ. Mà được rồi. Nếu mọi người thích cảm giác sợ hãi thì tội gì mà chúng ta không làm nhỉ? Dạo này tắm biển nhiều thế anh. À, dạo này trời nóng mà. Nên cho ra biển nhiều một tí. Nhưng mà hôm nay anh nhận ra là có một cơn mưa.
và nhiệt độ đã hạ đi rất là nhiều rồi, nên là chúng ta có thể lên bờ được rồi anh em. Những video tiếp theo khả năng cao là sẽ không còn biển nữa, tại vì trời mát rồi. Thế thôi, nếu anh em muốn bình luận sau lên TV thì bình luận xuống video này nhá. Còn bây giờ nhớ bấm thích video, bấm đăng ký kênh của tôi để còn đón xem những video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ. Tôi là GNDTT, tạm biệt.